Chào mừng các em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái phần mềm Photoshop Crack. Thì bây giờ bên nhà phát hành ứng dụng nó đã chặn lại, nó không cho mình sử dụng những phiên bản Crack rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ áp dụng một số thủ thuật để có thể mở chặn cái phiên bản Photoshop Crack nha anh em. Đầu tiên thì anh em sẽ tìm đến cho mình cái ứng dụng Windows Defender. Và sau đó anh em sẽ mở cái ứng dụng này lên cho mình. Rồi ngay tại này thì anh em sẽ vào cho mình cái phần Unbox Rubber. Rồi sau đó anh em sẽ kích chuột phải. Rồi sau đó anh em sẽ chọn cho mình vào cái phần New Rubber. Rồi ngay tại phần này thì anh em sẽ bấm phần Next. Rồi sau đó anh em sẽ vào cho mình cái phần Browse. Rồi sau đó anh em sẽ tìm đến cho mình cái phần biểu tượng ứng dụng Photoshop nha anh em. Bây giờ mình sẽ vào phần PDC này. Sau đó mình sẽ vào phần bàn làm việc. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái ứng dụng Photoshop ở đây. Rồi sau đó mình sẽ bấm chọn. Rồi sau đó mình sẽ bấm phần Next. Nếu như mà trên máy của anh em mà anh em vào cái phần bàn làm việc mà anh em không thấy cái biểu tượng Photoshop ở đâu ấy thì anh em sẽ làm theo cách này của mình nhé anh em. Thì tạm thời thì anh em sẽ ít cho mình cái phần tab này đi, rồi sau đó anh em sẽ ẩn cho mình hai tab còn lại. Ở ngay ngoài màn hình chính thì anh em sẽ để cho mình cái phần biểu tượng Photoshop ở bên ngoài màn hình chính nhé anh em. Ở đây thì anh em sẽ kích chuột phải vào cái biểu tượng Photoshop này cho mình. Và sau đó anh em sẽ vào cho mình cái phần mở vị trí tệp. Rồi sau đó nó sẽ chuyển cho chúng ta tới cái đường dẫn này. Thì ở đây anh em sẽ quan tâm đến cho mình cái phần thanh gợi ý đường dẫn mà mình đang chỉ chuột này nhé anh em. Thì anh em sẽ kích chuột trái cho mình vào cái phần khoảng trắng ở trên cái thanh đường dẫn này. Rồi sau đó nó sẽ bôi xanh cái thanh đường dẫn như thế này. Thì anh em sẽ chọn lệnh đó là Ctrl C để anh em sẽ copy cái đường dẫn này nhé anh em. Sau đó anh em sẽ quay lại cái ứng dụng Windows Defender. Và sau đó anh em sẽ bấm phần Browse. Rồi sau đó anh em sẽ bấm chuột trái cho mình vào cái khoảng trắng ở trên cái thanh đường dẫn này nhé anh em. Rồi sau đó anh em sẽ dùng lệnh nó Ctrl V. Sau đó anh em sẽ bấm Enter. Rồi sau đó nó chuyển cho chúng ta tới cái phần này thì anh em sẽ kéo xuống bên dưới. Anh em sẽ tìm cho mình cái ứng dụng Photoshop rồi anh em sẽ bấm chọn. Rồi sau đó anh em sẽ bấm phần Next. Như vậy là được nhé anh em. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần này thì mình chỉ bấm việc bấm Next cho đến cái phần name ở đây thì anh em có thể đặt tên ví dụ như tắt Internet Photoshop chẳng hạn. Rồi sau đó mình sẽ bấm phần Fin, sau đó mình sẽ đóng cái ứng dụng Photoshop đi và mình sẽ mở lại để sử dụng nhé anh em. Ở trên máy của mình thì nó bị chặn và nó không cho mình đóng cái ứng dụng Photoshop này luôn. Bây giờ mình sẽ cần phải tìm đến cái phần File Explorer đi, à không, cái phần chỉnh quản lý tác vụ thì phải. Rồi đúng rồi, mình sẽ vào phần chỉnh quản lý tác vụ, sau đó mình sẽ vào phần tiến trình, sau đó mình sẽ tìm đến cái phần Photoshop ở đây thì mình sẽ bấm phần kết thúc tác vụ. Rồi sau đó cái ứng dụng Photoshop nó sẽ tự động đóng đi nhá nhá. Rồi bây giờ nó đã đóng rồi, bây giờ mình sẽ tạm thời ẩn mấy cái tab này đi. Rồi sau đó mình sẽ mở lại cái ứng dụng Photoshop anh em ạ. Rồi thì cái cách này thì thường thường nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, nếu mà anh em muốn sử dụng phần mềm Photoshop Crack ấy thì anh em không muốn nó chặn lại ấy, thì anh em sẽ tắt kết nối internet đi, anh em sử dụng bình thường. Còn nếu mà anh em muốn vừa sử dụng internet và muốn dùng ứng dụng Photoshop thì anh em sẽ làm theo cái cách mình đang hướng dẫn này nhé nhé. Rồi bây giờ mình mở ứng dụng Photoshop lên thì nó đã hoạt động bình thường rồi. Rồi như vậy là mình đã làm thành công này anh em ạ. Rồi thì clip của mình đến đây xin được tạm dừng, hẹn lại tất cả anh em một clip tiếp theo. Chúc tất cả anh em thành công. Nếu anh em thấy clip này hay hữu ích thì bạn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình nhé.